Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Bác Hưng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12 cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà Bác Hưng nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà mặt tiền đường số của trục đường Nguyễn Oanh, một căn nhà mặt tiền buôn bán nằm trên trục đường số của đường Nguyễn Oanh nha. Nó thông từ trục đường Nguyễn Oanh ra trục đường Nguyễn Văn Lượng và đường Lê Đức Thọ. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, nửa hậu 4m7, độ dài là 16m và được xây dựng với kết cấu 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Nhà này đúc 4 tấm rưỡi nha và được tặng full nội thất khoảng tầm 500 triệu đồng. Giá giao bán trước đó là 9 tỷ 2, bây giờ giảm giá chỉ còn giá bán là 8 tỷ 550 triệu đồng thôi. Được gia chủ giảm ngay 650 triệu rồi. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và khu nhà mình là khu nhà lầu đồng bộ 5 căn. Đã bán được 4 căn rồi, chúng ta chỉ còn 2 căn giao đồng giá nha. 8 tỷ 550, giá này vẫn còn bớt một chút nữa. Mặt tiền chúng ta sẽ được làm theo kiểu nhà phố Cityland với 2 mái thái và lan can bằng hợp kim nhôm, cột sơn giò đá, có đèn LED và chúng ta được chủ nhà bố trí cửa sổ cũng như là cửa ra ban công cực kỳ đẹp. Hướng Tây Bắc nha. Chúng ta cùng xem khu vực mặt tiền. Mặt tiền đường số của trục đường Nguyễn Oanh, con đường có độ rộng lên tới 8m, đường thông buôn bán nha. Ở khu vực này thì các chủ nhà ở đây cũng đã buôn bán rất nhiều lĩnh vực. Thông thẳng ra khu vực trục đường Nguyễn Lượng và ra khu vực gần với siêu thị Lotte nha mọi người. Phía trong này chúng ta có luôn trường mầm non này, phía trong có trường mầm non luôn. Đường tới 8m và con đường buôn bán sầm uất nha. Ở đây chúng ta có thể mua để làm văn phòng công ty, mua để làm văn phòng phẩm, buôn bán online mỹ phẩm thì rất tuyệt nha. Phía đối diện với nhà mình có buôn bán rất nhiều lĩnh vực này. Sẽ hơi có thể hai cái tránh nhau thoải mái nha mọi người. Con đường số của trục đường Nguyễn Oanh, cách trục đường Nguyễn Oanh khoảng tầm 50m thôi. Và rất là đông đúc xe cộ qua lại ạ. Và mời cả nhà cùng theo chân nhà bác Hưng di chuyển vào khu bên trong nha. Nhà mình sẽ có một lớp cổng sắt cắt CNC phía bên ngoài và một bộ cửa nhôm Sinfa làm sát với lớp cửa sắt luôn, hai lớp cửa làm sát nhau. Và một khoảng sân đậu xe gắn máy dài khoảng tầm 2m rưỡi. Chúng ta có thể vô tư đậu được lên tới 6 chiếc xe máy ở khu vực này. Bên tường bên trái sẽ có một bộ tủ giày dép bằng gỗ gò đỏ nha. Và tường thì được ốp gạch cao hết tường, rất là sạch sẽ, dễ lau chùi cho nhà mình. Ngang 4m2, nửa hậu 4m7, độ dài là 16m và được giảm giá ngay 650 triệu đồng rồi. Chỉ còn giao bán với giá 8 tỷ 550 thôi, chúng ta có ngay một căn nhà rất đẹp nè. Trên chúng ta sẽ có đèn chùm trần thạch cao và lan can là loại hợp kim nhôm, chỉ dành cho biệt thự. Nhà này do chủ thầu xây dựng thiết kế nha. Do một ông chủ thầu xây dựng thiết kế với kiểu kiến trúc tân cổ điển, kiến trúc mới và được trang trí toàn bộ là nội thất gỗ gò đỏ, cực kỳ đẳng cấp luôn. Ở đây chúng ta có thể đậu xe hơi, xe bán tải vô tư nha. Khoảng này dài được khoảng tầm 6m rưỡi 7m. Sàn sẽ là sàn gạch bóng kính gạch 80, có đổ bê tông bên dưới nha mọi người. Tường cũng được ốp gạch cực kỳ sáng rồi. Với một căn nhà mặt tiền đường số, mặt tiền đường buôn bán, có thể cho thuê được khoảng tầm 35 triệu đồng thì giá này cũng rất là hợp lý rồi. Nhà trong hẻm, giờ trong hẻm cụt cũng đã có căn kêu tới gần 9 tỷ 8 tỷ mấy rồi. Và nhà đường thông buôn bán lại thông ra ngay siêu thị Lotte, khu vực sầm uất nhất quận Gò Vấp nữa, thì chúng ta mua giá này cũng rất là hợp lý rồi nha mọi người. Đất ở đây nó lên phải tầm 6 tỷ hơn một nền đất như thế này rồi, mà giá nhà chỉ có 8 tỷ 550 thôi, giá này vẫn còn bớt nữa thì cũng rất khá là mềm rồi nha. Nhà mình được bố trí phòng khách ở dưới trệt vì sẽ đưa phòng bếp lên lửng. Do vậy thì chúng ta sẽ được khoảng này bố trí làm khu vực kinh doanh, văn phòng nếu nhà nào muốn buôn bán online mỹ phẩm ở đây. Đối diện bên này, đối diện với khu vực cầu thang, chúng ta sẽ có một cái kệ và cái tủ bên dưới ốp kính cực kỳ đẹp nha, trang trí rất là đẹp. Nhà có đầy đủ bản vẽ thiết kế, bản vẽ sơ đồ đường điện, sơ đồ nước, vì chủ nhà là kiến trúc sư cũng như là chủ thầu xây dựng lâu năm trong nghề rồi, làm rất hoành tráng nha mọi người. Ốp gỗ cả sồi và cầu thang nhà mình sẽ làm kiểu cầu thang ngược quay từ phía trong ra,
Do vậy thì thoải mái chúng ta đậu xe hơi. Ở đây sẽ được ốp đá kim sa, tay vịn và trụ là gỗ gò đỏ, làm rất cao cấp nha. Có một cái làm chắn khu vực phòng khách này. Ở phòng khách này chúng ta có quạt trần Panasonic, có kệ tivi và một bộ sofa. Sàn nhà mình được ốp sàn gạch giá gỗ nha, thoải mái lau chùi mà không lo bị hư hỏng. Có sofa 25 triệu đồng này. Bên này có kệ, có một cái bồn rửa tay và một cái toilet phía dưới, phía sau. Đây, toilet đồ xịn hết. Cửa này là cửa nhựa giá gỗ nha mọi người. Giá bán cũng được giảm giá ngay 650 triệu đồng rồi. Và quý anh chị khách hàng xem video, chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Bác Hưng để được sở hữu căn nhà mặt tiền buôn bán giá học sinh này nha. Nhà làm rất đẹp nha mọi người ơi. Quý anh chị, quý cô chú xem video, chúng ta hãy ủng hộ nhà Bác Hưng một lượt đăng ký kênh nha. Và Bác Hưng sẽ liên tục cập nhật video cho đại gia đình nhà mình coi và lựa chọn nhà dễ dàng hơn. Chúng ta cùng nhau tiến lên khu vực tầng lửng nha. Đây có một cái lan can bằng hợp kim nhôm, nhôm đúc. Thường thì chúng ta thấy loại nhôm này vào những năm 2017-2018 đổ về các năm trước, thì thường thì nhôm đúc này chỉ sử dụng cho biệt thự thôi. Nhưng mà nay nhà phố ở tại quận Gò Vấp thì họ đầu tư nhôm đúc cho nhà phố luôn rồi. Đây có một cái kệ tủ giống bên dưới này, một bức tranh mà đã thành công. Và cột cũng như là tường được bọc gỗ cực đẹp nha, bọc gỗ sồi, tủ gỗ gò đỏ. Dưới trời được đặt vào giữa nha mọi người. Nhà mình cũng như thường lệ, với kết cấu một trệt một lửng 3 lầu, có 4 phòng ngủ 5 toilet. Và có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau. Hướng nhà là hướng Tây Bắc và phù hợp với những quý anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đây là không gian phòng bếp ở phía trên lửng nha. Khu vực không gian phòng bếp chúng ta được bố trí cực đẹp, tặng lại một bộ bàn ăn bằng gỗ gò đỏ, tường được ốp gỗ sồi, tủ bếp sẽ là tủ gỗ gò đỏ nha, ốp làm lên tới nóc trần, có đèn chùm. Nếu chúng ta bố trí tầng lửng làm phòng bếp thì sẽ rất là thông thoáng và ăn uống chúng ta có thể nhìn xuống dưới được. Nhà buôn bán thì thường họ bố trí tầng lửng làm phòng bếp nha. Có kệ tivi ở khu vực cuối này, tường ốp gỗ sồi nha, tủ rượu này. Giá bán bây giờ chỉ có 8 tỷ 550 triệu đồng thôi. Giá này vẫn còn thương lượng một chút nữa với những quý hàng nào thiện chí mua. Và chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên nhà Bác Hưng để được đi tham quan và sở hữu căn nhà này đi. Ta cùng Bác Hưng tiến lên phía lầng tầng 1 nha. Tầng 1, khu vực tầng lửng làm rất đẹp nha. Nhà mình thì được tặng full nội thất, chỉ thiếu máy lạnh thôi. Tặng 4 giường nệm tủ quần áo luôn, sofa, bàn ăn. Nội thất khoảng tầm 500 triệu đồng. Căn nhà do chủ thầu xây dựng, kiến trúc sư thiết kế với đầy đủ bản vẽ thiết kế nha. Phòng ngủ rộng và thoáng mát. Có giường 2m2, tủ quần áo và kệ tivi, bàn trang điểm đầy đủ này. Sàn ốp sàn gạch giá gỗ nha, cửa gỗ đỏ. Ban công đúc 1m rưỡi, cửa là cửa nhôm Sinfa kính cường lực. Lan can được bố trí sẽ là loại hợp kim nhôm, nhôm đúc chỉ dành cho biệt thự nha. Con đường rất là rộng, tới 8m đường thông buôn bán, rất là đông đúc xe cộ qua lại. Và đường ở đây cũng rất là sáng và đẹp nha. Khu dân cư ở lâu đời rồi. Đây thuộc phường 16 quận Gò Vấp nha mọi người. Phía bên này chủ nhà có trồng cây xanh này, trồng cây xanh và để đèn, rất đẹp luôn. Có trồng cây phát tài ở đây rồi, về chúng ta chăm tưới nữa là ok. Đây, khu vực lầu 1, phòng ngủ số 1, rất rộng nha, cực kỳ đẹp, cửa gỗ đỏ, thiếu máy lạnh nha mọi người. Nhà này thì do chủ thầu xây dựng thì chúng ta mua rất là yên tâm, anh ấy bảo hành tới 2 năm. Và cũng như là do thầu xây thì thiết kế cũng rất chắc chắn, muốn sửa chữa gì cũng rất là dễ dàng. Toilet có bồn cầu, lavabo nguyên khối, hàng inox nha. Gạch thì ốp cao hết tường. Cửa sổ ra phía giếng trời. Có vách tắm đứng, vòi tắm massage luôn.
Và chúng ta cùng tiến sang khu vực phòng ngủ số 2 nha mọi người. Phòng ngủ số 2 này có giường 1m6. Phòng này nhỏ hơn một chút. Toilet được đưa về cuối nha. Làm đúng với phong thủy rồi. Tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ. Toilet phía trong này. Toilet sau này thì rộng hơn toilet phía trước một chút. Đấy, cũng đầy đủ như vậy. Bố trí đầy đủ không gian sử dụng. Và giá tiền cũng giảm giá rồi. Quý anh chị khách hàng xem video chúng ta hãy gọi ngay đi để được sở hữu căn nhà này. Bàn trang điểm này, cửa sổ ra phía giếng trời ở giữa. Nhà rất đẹp, do chủ thầu xây dựng thiết kế thì còn gì tuyệt vời hơn. Giá đã sát giá bán rồi, coi như là bán huề vốn rồi nha. Di chuyển lên trên đây, chúng ta có hai phòng ngủ phía trên đây cũng được bố trí giống y với bên dưới luôn. Ta cùng xem sơ qua nha. Giống y bên dưới luôn nha mọi người. Cũng có tủ, kệ, tivi, chỉ thiếu máy lạnh thôi. Được trang trí đầy đủ hết rồi nha. Giường phía trước này là giường 2m2, giường loại cỡ rộng này. Một bức tranh dán tường. Quý anh chị, quý cô chú xem video chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh giúp nhà Bá Hưng. Và nhớ bấm chuông nha. Bấm chuông để hiển thị thông báo về điện thoại mỗi khi nhà Bá Hưng ra video mới. Và nếu yêu quý Hưng thì hãy ủng hộ em Hưng một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook kèm với một lượt like video nha. Chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phía trên, khu vực phòng thờ. Đây có một cái sảnh chờ ở giữa này. Có thể bố trí hai phòng thờ được nha. Căn nhà này được đúc tấm thứ tư, được đúc hết luôn nha mọi người. Thường thì các nhà chỉ đúc một chút ở giữa thôi, nhưng mà nhà này đúc hết luôn. 4 tấm, chúng ta trèo lên sân thượng thoải mái. Phòng thờ nha, phía ngoài là sân thượng trước này. Trồng cây cực đẹp, trên có làm mái và cột thì được sơn bóng, cũng như chạy đèn LED rất là lung linh rồi. Căn nhà phải nói là cực kỳ tuyệt vời đối với những quý anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở, mua để kinh doanh buôn bán và mở văn phòng công ty. Và di chuyển về phía sau đây sẽ là không gian phòng giặt và sân phơi đồ nha. Cực đẹp luôn. Ốp gạch rất sạch sẽ và làm khung sắt kín rồi. Trên đúc luôn nha, có cầu thang lên trên và có tặng máy nước nóng nữa mặt trời. Phía bên nhà bên cạnh thì không có đúc như vậy đâu. Khu này có mỗi mình nhà mình là đúc hết thôi. Và video của em Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý anh chị khách hàng xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và nhớ ủng hộ Bá Hưng một lượt chia sẻ video kèm với một like. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.